Nhưng cậu nghĩ lại coi, con chim quý phải ở lòng son. Chẳng lẽ cậu để con trúc nhà tôi phải khăn gói theo cậu về cái nơi nắng bụi mưa bùn, khỉ ho cò gái, chó ăn đá gà ăn muối này sao? Tình yêu chân thật là phải biết trao tặng và hy sinh cậu à. Thank you.
được hạnh phúc không anh, vì tình yêu quá mong manh chỉ là một cánh đời đời che. Như làn gió mát thổi giữa trời đông, càng lành tăng thêm cái lành của đêm trường. Thời có nhân ơi, có hiểu lòng mình đang mang giá thương lương, sống bên người chồng mà mình chẳng hề quen biết. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chí là nạn nhân của trò đời bấy dâu nghiệt ngà. Công bởi cái bà lại danh to như mây thôi mà người ta là đang tầm cắt đứt đi một mối tâm tình. Tôi buồn